đi về đi. Con trai em đây à? Vâng vâng, con trai em ạ. Bye bye bia đi. Vô tay nào, con vô tay nào, con vô tay nào. Vô tay nào. Vô tay nào quá. Thế con vô tay cho bia xem nào. Con vô tay cho bia xem. Vô tay nào. Vô tay không? Vô tay không ạ? Vô tay con vô cho bia xem. Hello. Mùa giải vừa qua thì theo em nghĩ thì đó là một mùa giải khó khăn đối với câu lạc bộ Hải Phòng. Nhưng mà đến lúc mà khó khăn nhất thì anh em trong đội cùng toàn mọi người đều cố gắng. Và nói chung là cái tinh thần của anh em lên rất cao, nên anh em đã trụ hạng được chất trước trận cuối cùng này. Thì em mong là sang năm sau thì câu lạc bộ Hải Phòng sẽ có nhiều thay đổi hơn để có những người thứ hạng cao hơn. Nói chung là cho dù là đội bóng như thế nhưng mà các cổ động viên vẫn luôn nhiệt tình theo dõi và ủng hộ anh em cầu thủ và đội bóng, nên cái tình cảm đấy là rất là trân quý. Và em mong là những cái tình cảm đấy sẽ nhiều hơn nữa để cho sang năm sau để tiếp sức cho những anh em, cho anh em để có một cái thứ hạng cao. Anh của em nữa anh. Đây. Mình. Mình gì? Không còn đâu còn đây. Lấy đồ đi, em lấy đồ. Lấy đồ. Quần đẹp dài. Sao ơi. Mày này. Đúng rồi. Đúng rồi. Dài hết rồi. Ăn luôn. Ai đóng tiền chụp cả mua cho em đi. Ai đóng tiền Hải Phòng? Đi rồi, cả team thắng thảo rồi. Đây thắng thảo đây. Thằng có đợi đi về anh. Đợi Rồi, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,